Bạn sửa Windstorm ZZ ở đây. Đấy, nó sẽ tự động thêm ZZ vào đây là binding ràng buộc dữ liệu hai chiều. Các bạn sửa dưới code thì ở trên cũng ăn theo, mà các bạn sửa ở trên này thì dưới code cũng ăn theo luôn. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ, bài số 4. Và trước thì chúng ta đã hiển thị thành công một đối tượng hero. Bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục edit hero, chỉnh sửa anh hùng, thông tin của anh hùng. Và cuối thì chúng ta đã hiển thị ra và còn sử dụng format dữ liệu. Cái này chúng ta sẽ chỉnh sửa dữ liệu với kiến thức two-way binding, ràng buộc dữ liệu hai chiều. Đây là một kiến thức vô cùng quan trọng không chỉ với Angular và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Để thực hiện two-way binding thì chúng ta sẽ copy câu lệnh sau và paste vào trong file hero.conlang.ts. Thực ra nếu các bạn tự học mà mới học ấy, sẽ có rất nhiều thứ khó khăn. Ví dụ như là ở trong câu lệnh này, người ta bảo là copy đống lệnh này và paste vào file có đường dẫn như thế này. Nhưng mà các bạn paste như thế nào? Các bạn paste xuống dưới à? Hay là replace dòng nào? Đối với những bạn mà đã có kinh nghiệm ấy, thì các bạn sẽ ấy nhìn vào sẽ biết là thay code ở dòng nào như thế nào. Còn những bạn mới thì có vẻ khá là khó khăn. Các bạn vì thế các bạn có thể cùng tôi học Angular trên trang chủ. Nếu đoạn nào mà không biết làm như thế nào thì cứ làm theo video hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn. Đây, chúng ta sẽ xóa câu lệnh name này đi và thêm cái name xuống dưới. Chúng ta sẽ thay thế đoạn code tên của anh hùng và chúng ta sẽ sử dụng ng model với cặp ngoặc vuông rồi đến tròn để two-way binding. Và có lỗi ở đây, nhiều bạn các bạn chưa quen nhìn thấy lỗi là mình thiếu code ở đâu rồi, là lăn lên trên đọc đi đọc lại xong cuối cùng vẫn lỗi. Nhưng mà đây là do chủ ý của người viết bài giảng này. Đấy, họ cố tình làm lỗi. Đấy, cố tình gây ra lỗi. Hệ thống sẽ lỗi ngay như thế. Và chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng cách import thư viện form module. Đây là một thư viện rất hay dùng trong Angular. Chúng ta sẽ truy cập vào file app.module.ts. App.module.ts. Chúng ta sẽ copy dòng lệnh import. Chúng ta sẽ port vào đây. Xin lỗi các bạn. Copy dòng lệnh import, port lệnh vào đây. Sau khi import xong thì chúng ta cũng phải khai báo ở phía bên dưới. Chúng ta khai báo ở chỗ import này. Import này chính là chỗ này. Đấy, các bạn thấy là chỉ dòng code như thế này thôi. Đối với những bạn mới học thì sẽ rất là khó khăn, không biết là cho code vào đâu vào đâu. Nhưng không sao, đã có tôi ở đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cùng đi tới cuối con đường. Hiện tại đến bây giờ thì các bạn cảm thấy là dễ dàng phải không nào? Vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ tiếp thu được kiến thức này thôi. Như vậy đã hết lỗi rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại. Chúng ta sẽ refresh lại. Có vẻ như hơi đơ đơ lắc lắc. Chúng ta sẽ cùng restart server.
Nhiều khi các bạn import thư viện mới ấy, đấy, nó sẽ lỗi ấy. Đấy, các bạn phải build lại cơ thì nó mới nhận được code mới, vì đây chúng ta import thư viện vào, kể cả Bootstrap ấy, cũng hay thường xuyên như thế này, các bạn import Bootstrap vào rồi nhưng mà không hiện Bootstrap vì thêm mới thư viện này đòi hỏi chúng ta phải tắt đi, build lại, còn để nó auto-build thì không ăn đâu. Trên sự open, các bạn còn nhớ câu lệnh open đúng không, sẽ là sau khi build xong thì mở lên trình duyệt luôn, sẽ build lại. Như vậy là đã build xong và các bạn có thấy là đã hiển thị ô text để chúng ta nhập tên vào đây. Ví dụ như chúng ta cách ở đây, thêm chữ F vào đây, install 123 chẳng hạn, đấy, auto binding luôn, đó là ràng buộc dữ liệu hai chiều, các bạn nhập thế nào thì code ở dưới ăn theo luôn. Còn chẳng hạn như các bạn sửa hello.conlon.ts chẳng hạn, các bạn sửa winstorm zz ở đây, đấy, nó sẽ tự động thêm zz vào đây, là binding ràng buộc dữ liệu hai chiều. Các bạn sửa dưới code thì ở trên cũng ăn theo, mà các bạn sửa ở trên này thì dưới code cũng ăn theo luôn, nên gọi là ràng buộc dữ liệu hai chiều. Như vậy là chúng ta đã xong một kiến thức nữa. Sau đấy là import hello component ở trong app module.ts. Hello component của chúng ta đã được khai báo rồi. Có thể là phiên bản Angular mới là nó sẽ tự động import vào đây, và cái tutorial này đang làm ở những Angular cũ hơn nên là cần phải import. Và các bạn thấy là nếu mà import component ấy, chúng ta tạo ấy, thì chúng ta sẽ khai báo ở trong declaration ở dưới này. Còn thư viện ta gọi từ thư viện chính chủ của Angular ấy, thì chúng ta sẽ khai báo ở dưới import này. Ví dụ như ng brown module này thì chúng ta cũng import ở dưới này. Thế là bài học của chúng ta đến đây là hết. Các bạn có thể kiểm tra final code ở đây xem có khác gì với các file của mình đã viết không. Nếu mà khác thì các bạn sửa lại cho giống như ở trên trang chủ này, thì sẽ chạy project chuẩn chỉ hơn. Đây là tutorial trên trang chủ, các bạn có thể học trước ở đây, cứ nhìn theo thôi. Nếu mà có thời gian và đọc hiểu được code thì các bạn cứ làm trước này, đọc hiểu từng câu chữ câu lệnh vào đây, tìm hiểu sẽ rất là thú vị đấy. Và nếu mà gặp khó khăn thì cứ trao đổi với tôi sẽ hướng dẫn các bạn, hoặc các bạn có thể đợi video hướng dẫn tiếp theo của tôi để cùng học. Đây là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Tôi sẽ đẩy code lên cho các bạn ngay bây giờ đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.